Chào các bạn nhé, hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách làm airdrop nhận được 200 triệu đồng token Savanbun Pro. Một số thông tin về đồng token này, số tổng cung phát hành là 1 triệu tỷ nhé. Nó có 4.978 tài khoản holder, đã phát sinh 14.865 tài khoản holder. Đầu tiên các bạn truy cập vào link website của airdrop, lên mắt nên truy cập website của mình để phần dưới mô tả ở video nhé. Sau khi đã vào được website thì các bạn làm thứ hai nhé, sẽ hướng dẫn cho website cho mình. Bước 1, các bạn sẽ chấp quan trắc. Các bạn có thể sử dụng copy quan trắc ngay ở đây. Sau đó các bạn quay sang ví MetaMask hoặc ví Chuda của các bạn nhé. Các bạn thêm địa chỉ token vào ví giúp mình. Ví hiệu YMP số token 18, các bạn nhấp tiếp theo và nhấp thêm token. Sau khi đã thêm được địa chỉ token vào ví, các bạn quay trở lại website clam.net nhé. Truy cập vào bước 2, nhấp vào link giúp bọn này để nhận token. Rồi, chương trình airdrop sẽ kết thúc vào 16 ngày nữa nhé. Các bạn cả làm các bạn nhấp vào phần này, làm 200 triệu đồng phần Savanbun Pro. Các bạn nhấp tiếp theo và nhấp kết nối ví của các bạn nhé. Phi ga là 0.00605 đây là gì? Các bạn nhấp xác nhận cho mình. Rồi, đây dịch đang phải xử lý nhé. Ở đây các bạn có điều kiện thì các bạn có thể bỏ số vốn nhỏ ra mua. Nhưng thấp nhất là 0.1 BDB nhé. Các bạn chưa có tài khoản sàn giao dịch Binance, bạn có thể vào đây đăng ký để hưởng 20% phí giao dịch trận đầu. Ngoài ra trên đây còn nhiều sàn khác, các bạn có thể vào đây đăng ký luôn để ủng hộ kênh nhé. Rồi mình hướng dẫn các bạn cách claim nhận được 200 triệu đồng token Savanbun Pro. Các bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất nhé. Video xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.